Mình có nha anh em. Mấy cái băng này là băng băng gốc nha. Nhiều lắm nha anh em, đây gần 50 cuốn, 4 mấy cuốn. Có miếng đầy, có miếng không đầy nè. Này. Quá trời. Đó, mấy cái này là nó đủ luôn nha. Này. Đây về anh em thu lại hoặc là coi nghe nhạc gì đấy thì nó còn nhạc tây là nhiều nha anh em. Đó. Ok chưa? Nói chung là có sợi nha anh em. Có một số cái thì nó cũng thiếu sợi nha. Mà cũng không có nhiều nha. Chắc còn có 5-7 cuốn gì đó. Cái đây thiếu sợi này thấy không? Cái đây còn nửa sợi. Lóc đây là cỡ khoảng 7 cuốn. Đây cũng gần đầy nè. Băng lỗi lớn nha, băng nhà gốc nha nè. Đó, ok chưa? Cái này là của Mỹ hết nha. Đó, băng nhà gốc không nè. Dành cho mấy anh em thích mấy nhạc xưa mà nhạc Mỹ nè. Vì nghe cho mình cũng không có nghe mấy này anh em ơi. Đó, lấy hết luôn nha nè. 48 cuốn nha anh em.